vị đang đến với kênh YouTube Mark Home trực thuộc công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home. Và trong số lần này thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng xem qua công trình của gia đình anh Tuấn Anh có địa chỉ tại Hưng Yên. Đây là một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại. Những năm gần đây thì những mẫu nhà mái Nhật 2 tầng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia chủ bởi vì tính thẩm mỹ cao và sự tiện lợi trong cách bố trí công năng. Để xem thêm các mẫu nhà mái Nhật hoặc là các công trình khác cho Mark Home thiết kế và thi công thì quý vị có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công.com. Tại đây thì chúng tôi có cập nhật các công trình thiết kế, công trình thi công và có các mẫu nội thất. Nếu quý vị muốn tra cứu các kích thước trong xây dựng thì cũng có thể sử dụng thước lỗ ban tại mục thước lỗ ban. Thước lỗ ban 52,2cm sẽ dùng để đo đạt khoảng thông thủy của cửa, cửa sổ. Thước lỗ ban 42,9cm dùng để đo đạt khối xây dựng bếp, bệ bật, v.v. Và thước lỗ ban 38,8cm sẽ dùng để đo đạt đồ nội thất bao gồm như là tủ, bàn thờ, v.v. Bên cạnh đó thì để tìm hiểu thêm các thông tin về công ty, quý vị cũng có thể truy cập vào trang web markhomegroup.vn. Trang web có số điện thoại liên hệ, địa chỉ văn phòng, các kênh truyền thông và hệ sinh thái của Mark Home. Quý vị có những thắc mắc hoặc là có nhu cầu thiết kế và thi công thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888, 082 81 33333 để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn. Quay trở lại với công trình của gia đình anh Tuấn Anh thì như chia sẻ từ đầu, đây chính là một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. Vẫn là hình khối vuông vức như nhiều công trình khác, nhưng với việc khai thác sử dụng màu sắc và những vật liệu trang trí đã giúp công trình trở nên nổi bật hơn. Để dễ dàng làm nổi bật các chi tiết trang trí của công trình thì chúng tôi đã sử dụng màu trắng sứ làm màu nền. Một số vị trí như là vị trí tiếp giáp với mái, vị trí phân tầng sử dụng màu xanh ghi đậm. Màu sắc này đã tạo nên sự kết nối với gam màu xanh than của ngói Fuji. Loại ngói này thì có khả năng chống va đập cao hơn 16 lần so với những loại ngói thông thường, có khả năng chống nóng, không lo rêu mốc và giữ màu tốt. Về những vật liệu trang trí thì ở đây chúng tôi đã sử dụng gạch anh đắc màu ghi để ốp. Loại vật liệu này thì có khả năng vượt trội về tính thẩm mỹ, bền đẹp, có khả năng tạo bóng râm và chống tia UV. Gạch anh đắc thì đa dạng về màu sắc, vậy nên quý vị có thể dễ dàng lựa chọn theo sở thích của mình. Chân tường thì được chúng tôi ốp đá chẻ tạo nên cảm giác vững chắc, xóa bỏ sự đơn điệu. Về công năng thì nó góp phần hạn chế việc bám trong rêu, tránh xảy ra việc nứt chân tường và bong tróc sơn. Các kiến trúc sư của Mark Home cũng đã thiết kế các khu vực ban công rộng rãi, phục vụ cho việc vui chơi, giải trí và lễ làm đẹp cũng như là che nắng, che mưa. Thì chúng tôi đã thiết kế một giàn hoa, bên trên có thêm một tấm kính cường lực. Hệ thống lan can ban công thì sẽ gồm có kính cường lực và bê tông. Khoảng sân vườn thì được lát hoàn toàn bằng gạch. Tuy nhiên thì quý vị có thể kết hợp sử dụng gạch với cỏ sân vườn để vừa làm đẹp vừa giúp cho việc thoát nước tự nhiên diễn ra tốt hơn. Chuyển sang mặt bằng định vị thì công trình này nằm ở hướng Tây Bắc, kích thước xây dựng là 12 x 12,4m, diện tích sử dụng khoảng 200m². Một công trình được đánh giá cao ngoài vẻ đẹp kiến trúc thì còn phải kể đến sự tiện nghi và khoa học trong cách bố trí công năng. Ở mỗi công trình thì việc bố trí công năng sẽ được đội ngũ kiến trúc sư kết hợp với các chuyên gia phong thủy thực hiện. Hiện tại thì Mark Home có phòng ban phong thủy riêng, phục vụ quý khách hàng từ quá trình tư vấn, chọn hướng đến chọn ngày giờ động thổ, làm lễ v.v. Nếu quý vị quan tâm đến phong thủy chuyên sâu thì có thể liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn. Ở tầng 1, phòng khách được thiết kế gần sát với khu vực sảnh chính. Căn phòng này thì có diện tích là 22,5m². Yếu tố ánh sáng và sự lưu thông không khí đặc biệt quan trọng ở khu vực này. Cho nên là ngoài cửa chính thì chúng tôi cũng đã thiết kế thêm hai ô cửa sổ nhỏ. Về cơ bản thì phòng khách sẽ được đặt sofa và tivi, phục vụ cho nhu cầu tiếp đãi cũng như là sinh hoạt chung của cả gia đình. Việc lựa chọn phong cách nội thất ở khu vực này khá là quan trọng bởi vì nó quyết định và tác động xuyên suốt đến các khu vực chức năng còn lại trong ngôi nhà của chúng ta. Phòng khách ngăn cách với phòng bếp ăn nhờ vào một hệ lam. Khu bếp ăn thì có diện tích là 23m². Từ bếp ăn thì quý vị có thể đi đến khu vực để xe và sân ướt rộng 10m². Phòng ngủ số 1 thì được đặt về bên trái của công trình có diện tích là 14m². Giường ngủ sẽ được đặt lệch hướng với cửa đi và cửa sổ, đảm bảo tính thẩm mỹ và giấc ngủ ngon cho chủ nhân của căn phòng. Khu tắm và nhà vệ sinh thì được thiết kế riêng biệt. Nhà vệ sinh chung rộng 2,2m², trong khi đó thì phòng tắm được thiết kế với diện tích là 5m². Tiếp theo thì mời quý vị sẽ cùng khám phá công năng ở tầng 2. Đi về phía trước công trình là khu vực phòng thờ có diện tích 11m². Tầm nhìn phía trước phòng thờ là khu vực ban công. Từ thiết kế này thì gia chủ có thể yên tâm về độ thông thoáng, không lo ám mùi khi hương khói.
Tầng 2 có 3 phòng ngủ số 2 rộng 14m², có lợi thế khi sở hữu một cửa đi dẫn ra khu vực ban công ở phía trước của công trình. Đây chắc chắn sẽ là một trong những căn phòng thông thoáng nhất của công trình. Phòng ngủ số 3 và số 4 thì được thiết kế liền kề nhau và có diện tích lần lượt là 11m² và 10m². Tương tự như là ở phòng ngủ số 2 thì phòng ngủ số 4 cũng sở hữu khu vực sân chơi rất là rộng rãi. Ngoài là nơi vui chơi, thư giãn thì chúng ta hoàn toàn có thể biến nơi đây trở thành một khu vườn nho nhỏ trồng nhiều cây xanh, hoa để lọc không khí cũng như là điểm tô màu sắc cho không gian sống. Nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung thì có diện tích là 5,5m². Bên trong thì sẽ gồm có lavabo, toilet và sàn tắm đứng. Thiết kế về cuối nhà chính là khu vực sân phơi có diện tích 6,2m². Công trình này thì có chiều cao từ cốt 00 lên đến đỉnh mái là 10,6m, chiều cao của tầng 1 là 3,9m, chiều cao của tầng 2 là 3,6m và chiều cao của mái là 3,1m. Để biết được chiều cao của công trình thì quý vị có thể xem tại mặt đứng các trục. Ngoài chiều cao thì chúng ta còn biết được các loại vật liệu màu sơn được sử dụng cho ngoại thất cũng như là khoảng cách giữa các trục. Và để biết cụ thể và chi tiết hơn về khoảng cách giữa các khu vực chức năng, kích thước liên quan đến các cấu kiện của công trình thì quý vị có thể xem tại mặt bằng tầng xây tầng 1 và tầng 2. Tiếp theo là mặt bằng tầng áp mái. Quý vị có thể thấy là khoảng đua mái của công trình này là 600mm. Ô thấp mái thì có kích thước là 800x800mm. Khu vực đặt tét nước và thái dương năng thì sẽ có kích thước là 3000x2400mm. Đồng thời thì cũng thông qua mặt bằng này, chúng ta sẽ thấy được vị trí seno thu nước mái. Việc có seno thu nước mái thì sẽ tránh được việc nước thoát tự do, làm ảnh hưởng đến những công trình liền kề, đặc biệt là đối với những mẫu nhà phố. Chuyển sang hồ sơ kết cấu ở công trình này, thì sau khi đo đạc và tính toán, chúng tôi đã quyết định sử dụng hệ móng cọc bê tông cốt thép. Tổng số lượng cọc được sử dụng là 32 cọc, có tiết diện là 250x250mm. Mỗi cọc thì tạm tính dài 8m, gồm một đoạn thân dài 4m và một đoạn mũi dài 4m. Trong hồ sơ kết cấu thì sẽ có bản thống kê cốt thép được trình bày rất là cụ thể về số lượng. Đây sẽ là cơ sở để chủ đầu tư theo dõi, nắm bắt, không lo lắng về việc phát sinh hay là hao hụt. Bên cạnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, hồ sơ kết cấu thì sẽ là hồ sơ điện nước. Vai trò của hồ sơ điện nước là trình bày cụ thể chi tiết về quy trình cách thức lắp đặt điện nước. Ngoài ra thì tất cả các thiết bị điện nước được sử dụng ở công trình này cũng sẽ được chúng tôi liệt kê cụ thể ở đây. Việc có hồ sơ điện nước thì sẽ đảm bảo được sự an toàn thẩm mỹ cũng như là sự tiện nghi, và về sau thì có hư hỏng cũng sẽ dễ dàng sửa chữa hơn. Và trong hồ sơ này, chẳng hạn như là tại sơ đồ nguyên lý cấp điện tầng 1, nguồn cấp điện được lấy từ mạng lưới ngoài nhà, sau đó đấu vào công tơ dẫn vào tủ điện tổng. Các tủ điện phân phối chôn ngầm ở độ cao là 1,5m, công tắc thì chôn ngầm tường ở độ cao là 1,2m. Vấn đề tiếp theo chúng tôi muốn chia sẻ chính là dự toán công trình. Bản dự toán thì sẽ được tính toán thông qua phần mềm chuyên dụng bóc tách từng khối lượng vật liệu xây dựng, cho nên độ chính xác gần như là tuyệt đối. Trước đây thì chúng ta vẫn có thói quen đó chính là tính toán theo phương pháp thủ công, lấy mét vuông làm cơ sở tính toán. Tuy nhiên thì đây là cách làm có độ chênh lệch rất là lớn, dễ dẫn đến việc phát sinh gấp đôi thậm chí là gấp ba. Khi làm việc với Macomb thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm, chủ động về vấn đề tài chính ngay từ đầu, rất là minh bạch, rõ ràng. Và đây cũng chính là cơ sở mà những khách hàng đang ở nước ngoài cũng có thể yên tâm khi mà ký hợp đồng từ xa. Hiện tại thì so với nhiều đơn vị thi công trên thị trường, Macomb các chi phí thi công khá là cạnh tranh. Bởi vì chúng tôi là đơn vị tự sản xuất vật liệu xây dựng, cho nên khi ký hợp đồng thi công trọn gói thì quý vị chắc chắn sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn về chi phí. Showroom vật liệu của Macomb thì đang được đặt tại số 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang tuyển đại lý nhà phân phối trên phạm vi toàn quốc với rất là nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nếu quý vị có mong muốn đồng hành thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn. Vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị ngôi nhà của gia đình anh Tuấn Anh có địa chỉ tại Hưng Yên. Rất hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi thì có thể mang đến cho quý vị một vài thông tin hữu ích và cần thiết. Nếu yêu thích các thiết kế của Macomb, có nhu cầu thiết kế thi công thì quý vị hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888, 0828 133333 để được sự hỗ trợ và tư vấn đến từ đội ngũ kiến trúc sư của công ty chúng tôi. Về những chương trình khuyến mãi và ưu đãi thì với khách hàng thiết kế chúng tôi sẽ giảm 30% từ 200.000 còn 145.000 trên mét vuông, hỗ trợ giám sát miễn phí từ 3 cho đến 5 lần, ưu đãi khi quý vị mua các sản phẩm của Macomb. Và với khách hàng thi công thì chúng tôi sẽ hoàn trả 100% chi phí thiết kế, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng và hỗ trợ với vốn ngân hàng đối với những quý khách hàng gặp khó khăn về vấn đề tài chính.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất, cũng như là cập nhật những chương trình ưu đãi khuyến mại hấp dẫn đến từ công ty của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.